ơi hôm nào ta dìu chung lối hẹn, bông ô môi tình ta khắc đậm tên. Nội còn thấy mệt không nội? Không ấy, nội vô phòng nghỉ đi. Nội khỏe rồi. Lâu lâu lên đây ngồi nói chuyện với tụi con cho vui mà. Con ngồi đi. Nội nói chuyện với hai con chút. Nội thấy hai đứa con á thương nhau thật lòng, nội cũng mừng. Nội mong cái ngày này lâu lắm rồi nghe con. Chừng nào á thằng Dũng nó yên bề gia thất á thì nội mới thấy nhẹ cả lòng. Để sáng mai ha, nội qua nhà con giáp mặt ba má con á, để bàn gì cưới sinh nha. Dạ con xin lỗi nội, vì ba con có công việc đột xuất nên phải ra miền Trung gấp, chắc phải 2 ngày mới xong công việc đó nội. Ba con gửi lời xin lỗi nội. Với lại cha mới lên còn mệt, mai cha cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi qua nhà một miên sau cũng được hả cha? Cũng được, vậy để ngày mai con chở nội đi vòng vòng Sài Gòn chơi nha. Dạ đúng rồi đó nội, nội mới lên Sài Gòn ở chơi cho đã rồi về nội. Ôi ở dưới tao quen rồi, lên này để có nửa buổi thôi người ta cảm thấy tù túng quá con ơi. Tại nội không quen á, chứ giờ nội ở thử mấy bữa coi, nội không muốn về luôn giống như con vậy nè. Thì bây ở đây luôn đi. Thôi nội vô nghỉ á. Dạ nội vô nghỉ nha. Thôi chơi con. Alo. Ủa tao nè. Trời ơi, tao lên tao gọi, tao nhắn cho mày quá trời mà có được đâu. Tao đang ở trên nhà anh hai nè. Ở đây là chung cư Hòn Ngọc. Quận mấy hả? Ủa anh ở đây quận mấy vậy? Quận 12. Ừ, quận 12. Ừ, vậy nha, ngày mai qua đón tao đi nha. Ừ, bye. Nói chuyện với ai vậy? Bạn hả? Dạ, con bé ba ở dưới quê mình á. Nó là con của ông Tư Đề đó bác ba. Mà nó lên đây làm gì? Nó lên đây nó mai gia công. Nó kêu con là ngày mai qua bển coi thử, coi được thì làm, còn không ấy là phải nhờ tới chị Miên. Có gì ngày mai chị em mình bàn bạc ha. Vậy thôi con đi ngủ trước nha, mai gặp. Thôi cũng khuya rồi, thế mai đi ngủ đi, con đi về đây. Anh đưa em xuống lấy xe nha. Dạ con xin phép thím con về. Có chuyện này con rất mong gặp thím để hỏi. Cái hôm đám giỗ đó, có phải thím căn dặn Mộc Miên không nói ra tôi thật? Rồi cái lúc mà Mộc Miên ra mắt các ông đó, có phải thím cố tình đổ nước chấm lên người Mộc Miên để tránh ra sự thật đúng không thím? Sự thật là sao vậy thím? Thím nói con nghe đi.
chuyện này Thím cũng tính gặp con để nói nè. Nhưng mà tụi con phải tin Thím thì Thím mới nói được. Từ trước đến giờ lúc nào con vẫn kính trọng Thím và nghe lời Thím khuyên hết á. Nhưng mà sự thật là sao? Tại sao phải giấu? Và giấu đến bao giờ chứ? Thím có biết là ngày mai là nội qua bên nhà gia đình một miếng để nói chuyện không? Điều này làm Thím cũng lo sợ. Vì phải nói ra tuổi thật để coi ngày coi tháng. Nhưng mà nói ra em sẽ có điều không lành. Là sao hả Thím? Lúc Mộc Miên nói tuổi thật của mình là tuổi Dần, Thím đã lo cho tụi con rồi. Bởi vì gia đình mình không chấp nhận con dâu tuổi này. Thiệt hả Thím? Tuổi Dần thì sao chứ? Chẳng lẽ tuổi Dần là hung dữ rồi sợ con bị ăn hiếp hay sao? Con nghĩ tuổi nào thì tuổi thôi, miễn là tụi con yêu thương nhau thật lòng là được rồi. Nói vậy chẳng lẽ con muốn cưới vợ tụi nào mới hợp đây? Tuổi nào cũng được hết, miễn là trừ tuổi Dần. Nếu biết Mộc Miên tuổi Dần thì không chỉ gia đình mình mà con còn làm kinh động tới cả dòng họ bà con nữa. Họ sẽ không để con cưới Mộc Miên đâu. Dữ vậy sao Thím? Vậy bây giờ con phải làm sao đây? Thím có một cách. Thay né tuổi. Trời ơi, sao lại vậy được anh? Thôi không có thể nào được đâu. Thím bà nói nếu không né tuổi thì sẽ có chuyện liền đó. Em không có tin mấy cái chuyện mà bói tuổi hay đoán số này nọ. Mà mình đâu thể nào giấu luôn được đâu. Rồi ba má em nữa, xảy ra nhiều chuyện lắm. Thôi không có được đâu. Vậy thôi, anh cũng không muốn ép em làm những chuyện dối trá đâu. Thôi thì mình cứ nói thật đi em. Chuyện đến đâu hay đến đó nha. Giờ cũng khuya rồi, em đi ngủ đi. Bye em. Chưa ngủ hả con? Má nè. Ừ? Có chuyện này làm cho con khó xử lắm. Chuyện gì mà con căng thẳng vậy? Nói cho má nghe coi. Tại sao nhà anh Dũng lại kỳ tuổi Dần? Rồi anh Dũng lại nói con là khai né tuổi. Con thấy chuyện này sao phiền quá à. Thời buổi này là có tính mấy chuyện bói toán hay đoán số này nọ nữa. Má hiểu rồi. Tại vì người đời á thường cho rằng tuổi Dần là cao số, cho nên gia đình nào cũng thường e ngại và né tránh chuyện cưới dâu tuổi Dần. Mà không như vậy mà bắt con khai né tuổi. Mà con thấy chuyện này đâu thể nào mà giấu luôn được. Hay là con gặp nội để con thưa chuyện nha. Bậy. Con đừng có nóng như vậy. Mà ai bày ra cái chuyện né tuổi vậy? Dạ, thím ba của anh Dũng. Thím ba? Dạ. Thím này là thím dâu, thím hiền lắm. Ừ. Nó có cái gì khuất tất bên trong gia đình của thằng Dũng nè. Con có thể nói thằng Dũng sắp xếp cho má gặp thím ba được không? Nhưng mà... Chuyện đó để cho má lo, con đừng có nóng. Nghe.
được ngay từ đầu. Hết tuổi hay sao mà cứ tuổi dần về cái nhà này. Bây giờ đó, nó hại chết thằng ba rồi. Sáng mắt không chưa? Tại sao không nghe lời mà thầy phá? Tuổi đó cao số, về nhà này không tuyệt mạng thì cũng tuyệt tử. Để cãi thầy cãi số thì đến nông nổi như vậy. Thật, thằng ba chết quan uổng quá. Cái tuổi này còn ở trong nhà này ngày nào không biết sẽ hại đến ai đây. Mau mau tìm cách tống khứ nó ra khỏi cái nhà này đi. Ba đã gả con đi, con là con gái người ta, dù có tốt hay xấu, đừng bao giờ trở lại căn nhà này nữa. Đi nữa thì con cũng xin cha cho con được ở lại để lo lắng và chăm sóc cho cha. Cha ơi, cha đừng có đuổi con đi nghe cha. Con xin cha. Đi qua bển tìm thử đi. Bà kìa. Vô. Bà. Anh không lại đi.
biết khô biết đều á thì im lặng bớt nhiều chuyện nghe chưa? Rồi rồi khỏi đây đi, không mà tự tin thân luôn nghe chưa? Dạ, chúng tôi xin trình lễ nhập gia. Dạ. Dạ, xin gia đình nhận cho. Dạ. Dạ, 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 nhận. Dạ, 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 mời ông uống nước. Uống nước, mời, uống nước. Dạ, dạ. Dạ, ông cứ nói tiếp à. Dạ. Nay nhân dịp tìm hiểu giữa hai gia đình. Dạ. Tôi là ông nội của cháu Dũng. Dạ. Xin đại diện gia đình để qua đây để bàn việc hôn lễ của hai đứa nhỏ. Dạ. Yeah. Dạ. Thì hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt. Dạ. Yeah. Chúng ta tiến hành lễ sơ dấn. Dạ. Yeah. Qua đây thì chúng tôi có đem rượu. Dạ. Yeah. Trà và trái cây. Dạ. Yeah. Để trước hết là cúng ông bà. Dạ. Yeah. Sau nữa là chúng ta bàn về việc hôn lễ của hai đứa nhỏ. Dạ. Yeah. Nếu có gì sơ xuất thì xin hai cháu bỏ qua giùm. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Đâu có gì sơ xuất. Yeah. Đâu ông. Tại vì cái là tụi con cũng đáng tuổi con cháu. Dạ. Yeah. Nếu mà làm gì ông khách sáo quá là tổn thọ cho hai đứa con. Dạ. Dạ thưa, dạ thưa ông. Ông đã lặn lội đường xá xa xôi lên đây để gặp gỡ và nói chuyện về tư vấn. Bài sơ vấn. Dạ dạ, nói chuyện về sơ vấn dạ coi như là quý quá quá rồi. À thôi thì hôm nay là xem như là gia đình hai bên đã thỏa thuận tác hợp cho hai trẻ tiến tới hôn nhân. Dạ. Dạ. Nếu được hai cháu thuận ý á. Dạ. Thì chúng tôi sẽ về dưới để mà coi ngày lành tháng tốt. Yeah. Thì chúng ta định cái ngày mà lễ đại đăng khoa cho hai cháu. Dạ. Đăng khoa chứ không phải đám cưới không? Lễ đăng khoa là đám hỏi. Đăng khoa là đám hỏi đó bà. Dạ, 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 dạ. Dạ, chúng tôi xin hỏi là cháu Mộc Miên nó tuổi gì vậy? Dạ, Mộc Miên nó dạ, tuổi... thưa cháu Mộc Miên tuổi Mẹo. Ủa, cái gì? Nhớ gì mà nhớ? Để cho ông nội nói tiếp. Dạ, ông nội nói tiếp đi. Vậy tôi sẽ về dưới coi ngày là tháng tốt. Nếu mà hai đứa đó thuận thảo thì chúng tôi sẽ tiến hành lễ đại đăng khoa. Nếu mà hai tuổi đó không có hợp thì chúng tôi sẽ xin ngài để chúng ta ngồi bàn thêm. Dạ, dạ. Bây giờ chúng tôi xin phép được kiếu tiền. Dạ, 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 xin chào. Dạ, dạ, mời. Dạ, mời. Trời ơi ông ơi, hồi nãy mà cái tình trạng mà nó kéo dài được chút xíu nữa hay là tôi căng quá dám tôi xỉu luôn á. Tôi thiệt với bà nha, tôi chưa từng thấy làm xui mà nó khó thế, sợ luôn á. À, mai mốt bà coi đứa nào nó ra ngoài tiệm sách nó mua giùm tôi cuốn sách nói về phong tục đám cưới coi. Chứ để tôi nói với chuyện với ông nội của thằng Dũng á, giống như hai người nói gà nói vịt không ai hiểu gì trơn trời. Ơ gì? Ủa, sao tự nhiên lại bà nói con Miên tuổi Mẹo là sao? Tuổi Mẹo chứ tuổi gì? Sao tôi đâu có phải là mất trí nhớ đâu, tôi nhớ rõ ràng là con Miên nó sinh năm 86 mà. Thôi ông ơi, ông đi khám bệnh lại là vừa đó. Kỳ đó. Không lẽ bị đứt cái gì trong này cộng. Ủa kỳ đó, chắc mai tôi phải đi khám bác sĩ quá. Gì? Trời ơi, bộ má chưa nói cho ba nghe hả? Hôm qua ba mày về khuya quá à. Má chưa có nói, để từ từ đi, rồi má nói nha.
Ủa chị. Chào thím. Nghe nói ngày mai ông với thím về quê, cho nên tôi đem chút quà tới để ngày mai về dưới ăn á lấy thảo. Chị bà vẽ chi cho tốn kém vậy? Ơi, có gì đâu, chút quà mọn mà. Ông ngủ rồi hả thím? Dạ, cha tôi mới vừa vô phòng. Chị uống nước đi. Thôi được rồi, tôi về liền. Ngày mai thím đi sớm hả? Dạ. Vậy thì mai mốt đám cưới thì về dưới gặp lại thím. Thiệt cũng cảm ơn thím nha. Nhờ có thím mà không trở ngại trục trặc, chứ không thôi cũng mệt lắm. Dũng nó chưa về hả thím? Dạ, nó với Mộc Miên đi mua đồ cho ông nội và mấy chú thím rồi. Thiệt thằng đó nó hiếu thảo với ông nội nó quá. Tôi thích tính tình của nó lắm đó. Mai mốt nó về nó ở rể gia đình tôi hả, tôi cũng yên tâm. Ở rể? Ý chị là sao? Ủa, vậy chứ cháu nó chưa nói với gia đình hay hả? Dạ chưa. Gia đình của tôi bất rể. Nói nào ngay á, là gia đình của tôi có một cơ ngơi với lại một công ty, cho nên muốn cho nó về để mà cho. Những gì anh nói là sự thật sao? Em không tin. Sao cuộc đời em lại bi đát như vậy chứ? Em hãy bình tĩnh đi Hương. Thật sự chuyện này anh cũng hơi bất ngờ. Sau khi bác gái bị điên loạn vì mất con, gia đình của ông bà Tiền cũng dọn đi nơi khác. Sau này khi bệnh tình hồi phục, nhớ lại tất cả, mẹ em đã ròng rã mấy năm trời tìm em đó. Còn tin hay không á, thì chị của em mới là người phải đi tìm sự thật. Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Em không dám tin những người mà em từng tôn kính lại là những người gây ra bi kịch cho cuộc đời em như vậy. Em không tin gì hết. Hương à, mẹ ruột của em rất muốn gặp em. Em hãy gặp bà ấy đi. Con có nghe bên đó người ta đòi bắt rể không? Con có biết cái chuyện này không? Sao con không nói gì cho ông nội nghe trơn cái trọi vậy? Gia đình mình hồi nào tới giờ không có cái chuyện ở rể. Nội cũng không bao giờ chấp nhận chuyện đó đối với con. Vì con là cháu đích tôn của gia đình này. Rồi có chuyện hương khói, chuyện dỗ quải ông bà, phải là trách nhiệm của con, là bổn phận của con đối với gia đình này. Ông nội rất mừng là ông nội còn sống để mà chứng kiến cái ngày con an bề gia thất, để ông nội giữ tròn lời hứa của ông nội trước vong hồn của cha mẹ con. Cái vụ mà con ở rể đó, để ông nội sẽ ngồi bàn kỹ họ, nghe không? Dạ nội. Thôi ông nội đi ngủ đây, con cũng đi ngủ đi. Dạ. Chào nội. Chị nói chuyện điện thoại với nội, làm gì bần thần dữ vậy? Nói cho em nghe, có chuyện gì vậy? Thì chuyện gia đình em bắt rễ đó, đến tai của nội rồi. Con thật lắm không? Con này con ốm lắm không? Ừ. Trời ăn lớp lắm trời. Cá à? Cái trần xương. Cô Mộc Miên, cô mới đi làm về hả? Cô ăn cơm chưa để tôi lấy chén đũa cho cô nha. Sao nay cô về trễ như vậy? Nè, thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Sao điện thoại tắt máy không liên lạc được vậy con?
Con sao vậy? Lúc này đi sớm về trễ, về tới nhà không nói ra thế nào hết đó. Ba giận con lắm đó. Ba cũng quan tâm đến con sao? Con nói gì kỳ cục vậy? Thì con hỏi má nè, tại sao cứ nhất quyết là phải bắt anh Dũng về ở rễ? Tại sao cứ làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy? Điều đó quan trọng với ba má lắm sao? Sao phải làm ngược theo lệ thường? Đám cưới xong á thì con phải về làm dâu bên đó mới đúng chứ. Con nói hết chưa? Ba má cũng có lý do của ba má vậy. Nhưng lý do ba má sẽ làm cho anh Dũng khó xử. Ba má phải hiểu và thông cảm cho tụi con mới đúng chứ. Con nói cái gì? Con khăng khăng nói ba má không hiểu con. Con có hiểu cho ba má không? Ui, đừng có lớn tiếng. Bà để tôi nói chuyện với nó. Con vừa nói cái gì? Lệ thường hả? Ở trong cái nhà này là có cái lễ của nhà này. Ai làm lễ nhà này phải theo cái lễ của ba má. Còn không thì miễn bàn đi. Con hiểu sao ba độc tài quá như vậy? Nào giờ ba thích áp đặt người khác, đó là chuyện công việc, công ty. Còn đây là hôn nhân của con xin ba hãy cho con được quyền là chính con. Nhưng con vẫn là con gái của ba. Ba không tranh luận với con nữa. Ở trong cái nhà này, ba là người quyết định. Không bằng. Nè, em ăn đi, rồi giờ làm việc nữa đó. Em ăn không vô. Anh có sao không? Không sao là sao? Anh đừng có giấu em. Nhìn anh rất là mệt mỏi, hôm qua ngủ không được đúng không? Đâu có đâu. Em xin lỗi vì chuyện gia đình của em làm cho anh khó xử. Nhưng mà anh yên tâm đi, em sẽ vì anh tranh đấu với ba má tới cùng. Sao tự nhiên là xin lỗi anh chứ? Nè, ngoan, ăn đi, ăn còn có sức để đấu tranh nữa, biết không? Ừ. Hai ba ừ. Em nè, chắc ngày mai anh về quê. Nhiều chuyện bất rễ đúng không? Anh về quê gặp nội với mấy ông ở trong dòng họ còn thưa chuyện nữa. Em về với anh nha. Em đó, làm cái gì mà khẩn trương dữ vậy? Anh về trong ngày là lên à, đâu thể nghỉ phép được đâu. Đừng có lo, anh lên kể cho em nghe nha. Mau vô nhà đi, ba còn giận dữ lắm đó. Gọi điện cả ngày hôm nay không bắt máy à. Đứng lại. Ở trong cái nhà này đó, con không phải là lớn nhất đâu. Con muốn lên phòng nghỉ thưa ba. Con đứng lại. Tại sao từ sáng đến giờ ba gọi điện thoại cho con mà con không bắt máy hả? Dạ, con đã bận họp. Họp hả? Họp cái gì mà cả ngày? Con làm như vậy là ý gì? Con vì thằng Dũng mà chống đối với ba má phải không? Con không muốn nhắc chuyện này nữa thưa ba. Khoan, mà chưa nói hết. Nếu con còn ở trong gia đình này á, thì con phải nghe lời ba má. Ngoại trừ khi con không còn ở trong gia đình này nữa. Con luôn luôn tôn trọng ý kiến của ba. Còn về phần của ba, ba có hiểu và tiếp nhận ý kiến của tụi con không? Quyết định bắt rễ của ba xuất phát từ lý do gì? Vì đó là ý kiến của ba cho nên là không ai dám cãi. Hay là vì ba cho đó là tối hậu thư của một người cha mà bổn phận con cái phải cúi đầu dâng lời vô điều kiện? Con ba có biết là ý kiến của mình sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc con gái mình không?
Nếu như ba không muốn nhìn thấy con trong ngôi nhà này nữa thì con sẽ đi. Hồng Yên, đứng lại. Hồng Yên. Thôi không. Gia đình mình đó, thân thế và gia phả như thế nào mà cao vọng đòi hỏi trịnh thượng và ngược cái đạo lý như vậy? Chuyện này không thể để như vậy được. Không thể chấp nhận cho gia đình bên đó dám lên tiếng như là kẻ ăn trên ngồi trước bên mình vậy. Đúng. Mấy ông bớt nóng. Thật tình thì cái chuyện này tôi chỉ nghe thôi. Chứ bên đó họ không có chánh thức nói như vậy. Gia đình nào tôi không biết, nhưng riêng gia đình này nè, không bao giờ có chuyện mà đưa con cháu đi ở rể. Nhớ ngành sao? Mà cái thằng Dũng á, nó lại là cháu nội đích tôn, thì cái điều này á không bao giờ thỏa hiệp được. Đúng, anh Sao. Vậy thì anh liệu lời mà trả lời khi họ lên tiếng. Đó là trọng trách của anh. Cái đám cưới này bước đầu nó không suôn sẻ. Tôi thấy là gia đình ở bên kia lễ nghĩa không âm từ. Chuyện này tôi thấy khó đàn. Khó lắm anh Sao ơi. Dũng à, con là cháu đích tôn của gia đình này mà con để cho các ông này phiền hà như thế này thì con có lỗi lắm đó con. Khăng khăng giữ cái chánh kiến mà bắt rễ đó thì ông nội nè dứt khoát chú từ luôn. Đúng rồi. Dạ, con xin nghe lời nội và các ông. Mộc Miên, tại sao con hành động bồng bột vậy chứ? Để con đi thôi cho ba vừa lòng. Là cha con đâu có tuyệt tình như vậy được. Ba con nóng giận thì con phải lựa lời mà giải thích với ba chứ. Lúc nào ba cũng nghĩ mình đúng và ai cũng phải phục tùng theo. Có thể là má quen nhường nhìn ba rồi cho nên má thấy dễ. Nhưng con thì không thể. Con xin lỗi. Mộc Miên à, con có biết là con quan trọng như thế nào đối với ba không con? Lúc nhỏ ba con nâng niu và xem con như là báu vật ở trong nhà. Đôi lúc má cảm thấy tủi thân khi thấy sự lo lắng quan tâm thái quá của ba dành cho con. Từ lúc nhỏ con đạt những gì từ lớp mẫu giáo, ba con đều trân trọng cất giữ cho đến tận bây giờ. Ổng đi làm vất vả là cũng chính vì muốn cho con có một cuộc sống sung sướng như bao đứa trẻ khác. Cuộc hôn nhân của con á, ba con còn lo lắng quan tâm hơn cả má nữa kìa. Ngay cái việc bắt rễ cũng xuất phát vì ba không muốn sống xa con. Ba không muốn mất đi đứa con gái cưng. Lúc nào ổng cũng coi con là một đứa con bé bỏng, cần được vòng tay che chở của ông ấy hơn ai hết. Con phải hiểu ba chứ con. Dạ, thưa ba má con mới về. Con gái, ba chị Tám. Dạ. Lấy chai rượu vang ra đây. Dạ. Này con, mà nồng quá. Ông thấy như vậy là được rồi. Con á, nó ngoan lắm. Nó biết ông á lo lắng và quan tâm cho nó.
Nó biết lỗi nó rồi. Ông đừng có nóng giận nữa nha. Mộc Miên, con xin lỗi ba đi. Từ đây sắp tới á, con sẽ làm theo mọi quyết định và sắp xếp của ba nha con. Con xin lỗi ba. Vậy phải ngoan không? Phải ăn đi con gái cưng của ba. Con xin lỗi ba. Vì con hiểu được sự quan tâm và lo lắng của ba đối với hạnh phúc của con. Nhưng con xin ba hãy rút lại quyết định bắt rễ được không ba? Cái đó không thể được. Cái đó là điều duy nhất mà ba quyết định. Thì tại sao con không thể thực hiện được chứ? Vì sự quyết định của ba sẽ làm cho cuộc hôn nhân của con bên bờ vực thẳm. Mộc Miên à, con sao vậy? Má đã nói với con hết lời rồi. Con xin lỗi. Nhưng trong chuyện này con xin ba má đừng áp đặt tụi con. Con mong ba hãy nhượng bộ và rút lại quyết định bắt rễ. Đừng làm cho anh Dũng phải khó xử nữa. Bây giờ có gì thằng Dũng quay đầu lại chống đối với ba má à? Con không phải chống, mà là con đang thỉnh cầu ba cho tụi con được phép kết hôn mà không có sự can thiệp hay quyết định của ba trong đó. Mộc Miên à, con làm cho ba tức chết con mới vừa lòng vừa dạ hay là sao? Dì Tám à. Dạ. Thì dắt xì Trâm lên lầu chơi đi, rồi chị ở trển luôn đi. Dạ. Đi đi con. Bây giờ ba hỏi con, nếu ba quyết khăng khăng bắt rẻ thì con nghĩ sao? Nhà thứ ba, nếu anh Dũng vì con mà nghe theo lời của ba thì anh ấy sẽ trở thành một đứa con bất hiếu, một đứa cháu bất nghĩa. Anh sẽ có tội với dòng họ của ảnh. Vậy thì con hạnh phúc gì khi lấy một người chồng như vậy hả ba? Còn nếu như ngược lại thì cuộc hôn nhân của con kể như chấm dứt vì sự quyết định của ba. Bây giờ giữa cái gia đình này và thằng Dũng, con chọn bên nào? Con không muốn lựa chọn và không muốn mất đi một trong hai điều. Con yêu anh Dũng và sẽ không bao giờ muốn kết hôn với ai ngoài ảnh. Con biết là ba thương con, cho nên là miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng con tin thời gian Dũng sẽ chứng minh cho ba thấy là điều con chọn là đúng. Nhưng mà ba con chỉ có một điều kiện rất là đơn giản mà thằng Dũng không làm được thì lấy cái gì mà chứng minh đi chứ? Ba để tôi nói. Mộc Miên à, con biết thánh ba rồi mà. Khi ba đã quyết định chuyện gì rồi thì không bao giờ ba thay đổi. Thằng Dũng nó không đủ bản lĩnh để thiết một gia đình nó, thì đó là một thằng không biết tranh đấu để bảo vệ hạnh phúc của mình. Thì liệu sau này nó đủ bản lĩnh để bảo vệ cho vợ và con nó không? Con suy nghĩ lại đi. Con à, nghe lời ba má nói đi. Ba má chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Dạ thưa ba má, nếu như ba má muốn con sống ngoan ngoãn theo ý của ba má thì con sống cũng như đã chết. Ba má có hạnh phúc gì khi thấy đứa con của mình sau này sống trong những chuỗi ngày đau khổ và chán chường? Hạnh phúc của con gái mình chỉ vì sự quyết định của ba má mà than dở. Vậy sao gọi là tốt cho con được chứ? Mộc Miên à, con dám nói ba má như vậy hả? Con vì thằng Dũng quay qua quán trách ba má đó hả? Bà để tôi. Mộc Miên, ba hỏi con câu cuối cùng. Không lẽ vì chỉ của thằng Dũng mà cha con mình phải đoạn tình nghĩa hay sao? Mộc Miên à, thôi đi lên lầu đi con. Không không, bữa nay con phải nói dứt khoát cho ba nghe tại hôm nay. Thôi mà, lên lầu đi, hai cha con có gì mà từ từ nói với nhau. Không lẽ con vì thằng Dũng á còn cãi lại cha mẹ? Con vì thằng Dũng mà con trở mặt cho ba má sao? Thôi, tôi nói thôi mà. Mộc Miên, con làm ba con tức rồi kìa. Xin lỗi ba đi con. Con xin lỗi ba vì sự lựa chọn của con không chịu ra sự áp đặt của ba. Con xin phép. Mộc Miên à, Mộc Miên. Thôi thôi ông à. Không sao đâu, rồi Dượng cũng sẽ hiểu và thông cảm cho anh chị thôi.
Tính ba chị nào giờ là vậy á, thích áp đặt và sắp xếp người khác một cách độc đoán. Chị lo rồi đây, cuộc hôn nhân với chị và anh Dũng sẽ không mấy suôn sẻ. Có lúc chị thấy mình kiên cường lắm, nhưng cũng có lúc chị muốn buông xuôi tất cả để chạy trốn mọi phiền phức trên thế gian này. Mình không tìm nó thì nó cũng sẽ tự tìm đến mình. Thay vì trốn chạy hay né tránh, chi bằng mình nhìn thẳng vào nó và đối diện với nó. Vào đi. Anh ký giùm em. Dì Hương à, má em bệnh tình tái phát nên được đưa vào bệnh viện tâm thần rồi. Em nên vào thăm má em đi, để nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của má em. Bây giờ chỉ có em là người thân duy nhất thôi. Con. Ba làm gì ba ngồi thẫn thờ vậy? Đâu có. Nghe ba hỏi nè. Nếu như sau này á con lấy vợ mà bên nhà vợ con bắt con ở rể á, con nghĩ như sao? Ở rể là sao ba? Thì đại khái là bên nhà vợ con bắt con ở luôn ở đó, không cho con về nhà. Con tính làm sao? À, ba nói về chuyện của anh hai ha ba. Sao con biết? Quên nữa, mày chuyện gì mà mày không biết? Mà con thấy anh hai cực quá, vừa không muốn làm cho ông nội buồn mà cũng vừa không muốn làm cho chị Mộc Miên buồn. Người lớn phức tạp quá. Mày thấy nó đẹp không? Con tao đó, tao sửa soạn nha. Cột tóc cho nó xong tao cột cho mày. Vậy có người thân ở đây à?
Dạ, hôm nay con đến gặp bác để thưa với bác một chuyện. Cháu nói đi. Nhưng mà trước khi cháu nói đó, để bác kể cho cháu nghe một câu chuyện. Có một cặp vợ chồng nọ sống trong một khu phố lao động nghèo. Họ lặn ngập mưu sinh với tất cả những gì khả năng họ có. Rồi một ngày, đứa con gái của họ ra đời. Người cha đã rơi nước mắt khi nhìn thấy con mình thiếu thốn đủ mọi mặt. Người cha đã cảm thấy mình rất có lỗi. Nhưng cũng may là trời thương, họ lại gặp dịp may và làm ăn được cơ ngơi và giàu có đến bây giờ. Bác muốn hỏi cháu một câu. Nếu bác vẫn giữ khăng khăng quyết định bắt rễ thì cháu nghĩ như thế nào? Dạ. Thưa con, đến suốt đời con sẽ không yêu ai khác ngoài Mộc Miên, và con cũng không thể nào để Mộc Miên rời khỏi trái tim con dù cho một phút một giây nào hết bác ạ. Cái này cũng không, cái kia cũng không, bây giờ ý con giải quyết như thế nào? Dạ thưa bác, tụi con sẽ luôn ở bên nhau dù có gặp nhiều trở ngại hay sóng gió. Trong con luôn có sự hiện diện của Mộc Miên và ngược lại. Có thể hiện tại bác và gia đình chưa chấp nhận chuyện của tụi con, nhưng tụi con vẫn có hạnh phúc bằng cách riêng của mình. Tụi con sẽ chờ, và chờ cho đến khi nào bác và gia đình hiểu, thương và chấp nhận chuyện tình cảm thật sự của tụi con. Ông mắc cái chứng gì vậy? Cứ mỗi lần tôi nằm xuống là tôi thấy tức tối trong lòng, ngủ không được à. Sao mà bên nhà của Mộc Mi nó ngang ngược dễ sợ luôn á. Ngang thua ông đó. Tôi ngang, nhưng mà tôi có lý có lẽ, chứ không phải như người ta không có biết lý lẽ vậy đó. Nghĩ sao vậy? Thời buổi này á, con người ta là cháu nội đích tôn mà bắt đi ở rễ, tính gì kỳ cục vậy? Thì đó,
cưới dâu á là muốn có thêm người trong nhà để trông nom đỡ đần gia đình. Đằng này bên mình không được thêm mà còn bớt nữa. Mất ngay cái đứa cháu đích tôn mới bực. Không được. Cái này là không được. Nếu kỳ này cha mà không nói á, để tôi. Ê, nè, không có được làm bậy nha. Không bậy khéo rồi cha giận nữa. Giận gì? Chứ không thôi để cho người ta khinh khi mình hả? Muốn làm gì làm hay sao? Trời ơi, nhưng tính ông nào vợ như Trương Phi vậy? Không có bình tĩnh rồi sao nói lý nói lẽ được. Thôi bỏ qua bên đi, ngủ đi, mai còn lo cho mấy con bò nữa, nhanh lên. Thay mặt cha tôi nói cho mấy người biết nha, không có bắt rễ bắt cóc vậy đó. Mày buông ra. Thằng Dũng là cháu nội đích tôn, nó như là một hạt giống quý hiếm trong gia tộc vậy đó. Ha, tôi nói cho mấy người biết, nó có thể bỏ hết tất cả, nhưng mày buông ra thôi. Nhưng mà nó không thể bỏ được cái trọng trách mà nó gánh trên vai từ khi lọt lòng. Dứt khoát không là không. Mấy người nghe rõ chưa? Ông trời ơi, mơ thấy gì nữa hả? Làm tôi giật mình hoài à. Có ở đâu mà ngủ đi, mệt quá. Ôi. Sao? Nết. Nó đang nào vậy? Chú để xuống. À, để đây hai con. Chú Sáu uống gì? Cho chú ly phê đá đi. À, cho một ly cà phê đá với lại một ly ép táo nha em. Dạ anh chị, tại em chị. À, chú Sáu nè.
tính lên đây xong qua nhà anh Dũng mà qua công ty con. À, chú tính ghé đó rồi sẵn rước nó về luôn. Hay là giờ mình uống nước xong rồi con chở chú về nhà anh Dũng nghỉ ngơi ha. Ủa nó đâu con? Dạ anh ra chợ gặp đại lý rồi. Con điện thoại hoài mà không liên lạc được gì hết. Thôi khỏi đi, không ấy giờ con chở chú về nhà gặp ba con nha. Gặp ba con? Có sao không con? À không, nhưng mà... Nhưng nghĩ cái gì? Ông nội có gửi tí quà cho ba con nè. Chú lên đây sẵn ghé nhà biếu. Người lớn với nhau mà. Mình ghé nhà gặp mặt rồi hỏi thăm cho nó đúng lễ nghĩa. Thôi mình đi đi con nha. À chú ơi, phục vụ tới rồi. Mình uống nước xong rồi con chở chú qua. À cũng được. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn cậu. Thím đi em vô nhà nè. Ủa thím đợi con có lâu không? Em sao không gọi cho anh trước gì hết vậy? Trời ơi cái điện thoại của anh á, em gọi hoài không được. Anh có thấy em gọi đâu. Trời ơi cái điện thoại nó hư nữa rồi. Pin qua nay tuột hoài, anh tính hôm nào rảnh đi sửa đây nè. Ủa có thím Sáu em lên thôi hả? Chú Sáu đâu? Ủa Bay chưa gặp chú Bay hả? Ổng đi trước rồi mà. Thím nói sao? Chú con đi trước hả? Ờ. Ủa sao kỳ vậy? Chú Sáu đi từ hồi sáng sớm á. Đáng lẽ giờ này là phải tới đây rồi chứ. Chết rồi. Kỳ vậy ta? Có khi nào ổng đi lạc không? Trời ơi, có chuyện gì không vậy? Rồi ổng đi đâu vậy? Không sao đâu, không có lạc đâu. Bây giờ chú có đem theo điện thoại không? Em gọi cho chú đi. Gọi liền đi con. Để con gọi. Ngoài đường Mộc Miên đang chở chú. À chú đang đi với chị Mộc Miên hả? Dạ vậy thôi chú. À con nết nó gọi. Dạ chú. Trời ơi chú Sáu đang đi với Mộc Miên. Vậy thì yên tâm rồi. Mà sao chú cháu gặp nhau hay dữ vậy nè. Chắc là điện thoại của anh hai bị khóa máy nè nên gọi cho chị Miên đó. Chắc là vậy rồi đó Thím. Mà chú Thím Sáu đến đây chơi hay là có việc gì không vậy? Thím đâu có muốn đi. Tại chú Bay á, bực cái chuyện bắt rễ bên nhà Mộc Miên á. Ổng bức đi một mình. Thím sợ đi lên đây xảy ra chuyện thím mới đi theo. Tính ổng nóng nảy từ đó giờ. Thím sợ vậy thôi. Ủa chú sao nói là Mộc Miên chở về nhà? Ừ. Sao bây giờ chưa thấy tới? Có khi nào chở qua nhà Mộc Miên không? Trời ơi tôi chết rồi. Tính tình ổng nóng nảy lắm. Đi qua bên đó lỡ mít lòng với người ta thì chết. Thôi không được rồi. Con chở thím đi qua bên đó đi. Nhanh dạ, lên. Dạ. Con ê, đi nữa. Con đi nữa chứ. Thôi. Tụi bay đi qua bển rối thêm làm gì. Để tao đi được rồi. Nhanh lên Dũng dạ. Đi. Cô chủ nhà em ăn nha. Cô chủ nhà nha. Năm. Ủa anh Tư, mày hay tin gì chưa? Cái gì? Thằng Sáu nó phóng lên Sài Gòn, nó đến nhà Mộc Miên rồi. Chi vậy? Đó, qua bên đó hỏi ba cái chuyện mà bên đó rồi bắt rễ đó. Chết cha rồi. Sao anh không cản nó? Cản cái gì? Biết có đi giờ nào đâu mà cản. Không được rồi. Tôi với anh lên Sài Gòn gấp mới được. Không được. Đi gì? Giờ này anh đến trái nhà rụi mẹ rồi. Đi lên nó cũng đâu có kịp đâu. Mà anh cũng biết tính làm sao. Tiếng một, tiếng hai là phần phần nổi giận. Nó đâu có kịp mà phân biệt phải trái như người ta đâu. Bởi vậy nó tiếng Sáu sợ có chuyện mới phóng lên Sài Gòn theo nó luôn. Cái gì? Thím Sáu sao biết đường lên Sài Gòn? Đó, mấy nhà con nết dẫn đường giùm. Rồi con nết lôi con Na đi theo luôn. Trời! Mộc Miên. Dạ, Thím Sáu anh Dũng. Chú Bay đâu? Dạ, đang nói chuyện với ba con ở trỏng á. Chú đồng mực chở về gặp ba. Con biết tính làm sao nữa. Họ nói chuyện với nhau lâu lắm rồi Thím ơi. Trời ơi, không được rồi. Tính trong nhà tôi biết mà.
nói một hồi nóng nảy á là ổng không cần biết ai với ai hết á. Thím ơi, bây giờ sao hả thím? Cầm lấy. Khi nhìn thấy thằng Dũng mới có mấy tuổi đầu mà đã đeo khăn tang trắng cho cha mẹ nó, cả nhà ai cũng quay mặt đi để mà giấu nước mắt. Khi đó không ai nói với ai tiếng nào hết đó, nhưng mà tất cả đều nguyện với vong hồn người đã chết là sẽ bù đắp và chăm lo cho nó vì những cái mất mát này. Thằng con chung này á, nó lớn lên trong tình thương yêu của ông nội và những người cha mà nó gọi là chú. Tình thương yêu đó nuôi nó lớn lên từng ngày từng giờ, rồi bây giờ nó lấy vợ thì các người cha này lại dồn hết tâm huyết và sức lực để mà chăm lo cho hạnh phúc của nó được suôn sẻ và bền lâu. Tôi nghĩ đó cũng là tâm trạng của ông anh khi con gái của mình đã đến lúc phải dựng vợ gả chồng. Người lớn mà làm tất cả những điều đó đều xuất phát từ tình thương yêu con cái để chăm lo hạnh phúc của tụi nó, nhưng mà không khéo á sẽ làm đổ vỡ, làm rạn nứt hạnh phúc của tụi nhỏ. Làm cha làm mẹ mà đâu có ai muốn mình là nguyên nhân chính để gây ra sự đổ vỡ hạnh phúc của tụi nó đâu. Tôi đến đây á chỉ muốn nói với ông anh những điều đó thôi. Tùy ông anh cân nhắc. Thôi, tôi xin phép. Cảm ơn em nhiều lắm. Nếu không có em, bữa năm Phương sẽ sợ lắm. Dạ, lần sau á anh nhớ cẩn thận hơn. Cảm giác bị lạc của trẻ con á rất là khủng khiếp. Tôi biết rồi. Tại vì tôi sơ ý quá. Con đây là... À, đây là bé Na, con gái của em. À, bé Na. Chào chú. À, chào con. Anh thấy bé Nam Phương á mến bé Na lắm. Dạ. Nhà em ở gần đây không? Nhà em ở Tuốt Vĩnh Long lận. Vĩnh Long? Em lên đây chơi nhà người anh bà con. À, hèn chi anh thấy hơi lạ lạ. À, lạ lạ làm sao anh? Ý anh là nhìn em quê mùa lắm đó. Không, ý anh
Ý anh không nói như vậy. Nè, ăn lẹ đi rồi về con. Dạ. Tính tiền đi em. Hay là để anh đưa hai mẹ con em về. Nhà người anh ba con của em á, ở đâu vậy? Dạ thôi em cảm ơn anh. Em có hẹn nhỏ bạn nó đến đây đón hai mẹ con đi rồi. Vậy cũng được. Bé Nam Phương, con chào cô, chào chị về đi con. Chào cô, con về. Thưa chị em về. Dạ, đi con. Dạ, con chào chú, con về. Bye bye Nam Phương nha. Mai mốt có giờ Vĩnh Long, qua nhà chị chơi nha. Dạ. Mẹ bé nữa. Con ước gì hả? Nó là em của con sẽ dạy cho nó chơi bán đồ hàng, nấu cơm nè, giặt đồ nữa. Sao hai người con đi chơi nó vui không? Đúng á. Đó, lên lên cô ba chở chơi về đi con. Con đi chơi vui lắm á. Vui lắm hả? Dạ. Sau cô chở con đi nữa ha. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Hôm nay em không được khỏe hả? Em có cần về nhà nghỉ ngơi không? Em không sao đâu. Lúc này tinh thần của em không ổn định. Lúc nào anh cũng thấy em suy tư và suy nghĩ đâu đâu. Vậy à? Em có cần đi bác sĩ không? Em có bệnh gì đâu mà đi bác sĩ. Thôi em về. Để anh đưa em về. Em cho anh một chai bia, một ly cam giác, ít đá đường nha. Không chị, hai bia. Cho anh hai chai bia nha. Chị em sao vậy? Nào giờ anh chưa từng thấy em uống bia. Thì bây giờ thấy nè. Em có tâm sự hả? Nói với anh vậy chắc ngày nào anh cũng có tâm sự hả? Cho anh một cái đồ khui đi. Đây, cảm ơn em. Bộ đó
nãy giờ chưa thấy đàn bà con gái uống bia sao? Đâu có đâu. Mới biết uống á thì uống từ từ thôi. Đâu phải cầm chai tôi vậy là sành điệu đâu. Em có sao không? Thằng giấy này. Cảm ơn anh. Em hơi mệt chút xíu. Nhức đầu quá. Không sao đâu. Để anh đưa em về nhà. Ngủ một giấc tới sáng là hết ngay. Nhà nào? Thì nhà của em chứ nhà nào. Em làm gì có nhà. Nhà là của chị Mộc Miên. Ba mẹ cũng của chị Mộc Miên. Tất cả đều là của chị Mộc Miên. Em không có gì hết. Em không có gì hết. Ngay cả tình yêu cũng không có ai yêu em hết. Em sai. Những gì trên đời này Mộc Miên có, em nhất định phải có. Tội gì em phải chịu thiệt thòi vậy mình. Đã đến lúc em phải giành lại những thiệt thòi mà phải chịu mười mấy năm qua. Anh nói nghe hay quá. Ai công nhận điều đó? Thì mẹ của em. Mẹ em? Ừ. Người đàn bà điên đó hả? Điên thì nói ai mà tin. Nhưng mà vẫn còn nhiều cách. Có thể như là nhờ tòa án giám định ADN. Cũng có thể còn nhiều cách buộc ông ta phải chấp nhận đứa con ruột của mình. Em phải... Thôi đi, đừng có nói nữa. Em không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Cô là con gái của bà Thiên Lý. Bệnh nhân đang trong giai đoạn sau hồi phục. Vì vậy, cần tránh những kích động. Nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại bất cẩn để cho bệnh nhân gặp một cú sốc quá lớn,
làm cho căn bệnh tái phát một cách trầm trọng. Tôi nghĩ lần này bệnh nhân phải lại bệnh viện điều trị lâu dài, chứ chưa thể về được đâu. Con ơi, người ta đòi nợ má này con. Ê, nói nghe nè, mày làm gì mày ngồi đấy mày buồn vậy? Mày đi theo tao. Tao bán con tao, tao lấy tiền rồi. Tao bán con tao, tao lấy tiền rồi. Người ta đòi nợ tao, người ta đòi nợ tao, tao không có tiền trả. Người ta bắt con tao đi tù, mày biết không? Mày biết không? Mày nghe nè, tao với mày nhảy khỏi cò, nhảy nhảy khỏi cò. Quay quay quay, coi tao nè, coi nè. Các bạn có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến gì, cuộc họp sẽ kết thúc tại đây. Tôi cần nói chuyện với cậu một chút. Cậu ngồi đi. Chuyện tình cảm của con cái mà. Làm cha làm mẹ không thể nào ép buộc một cách thô bạo như vậy được. Tôi cũng lực bất tòng tâm khi chọn một người bạn đời cho con gái của mình. Đó là ý muốn của Mộc Miên. Thì nó phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của nó. Tôi rất mến cậu. Nhưng rất tiếc là ý muốn của tôi không phải là ý của Mộc Miên. Lúc buồn nhiều công chuyện quá, không có thời gian để tâm sự với cậu chuyện riêng tư này. Cậu đừng có buồn tôi nha. Dạ con, tôi hiểu mà. Ông cũng đừng quá bận tâm. Ừ, vậy thì tốt rồi. Nếu không có gì tôi xin phép ra ngoài. Rồi, cậu đi đi. Dạ thưa sếp. Có chuyện gì? Dạ thưa sếp, 15 phút nữa bên báo đầu tư có hẹn sếp để phỏng vấn. Ok, có chuyện gì nữa không? Dạ thưa, còn một chuyện nữa, nhưng mà em không biết là có nên nói cho sếp nghe hay không. Rồi, nếu cần thì cậu nói đi. Dạ thưa, trong công ty bây giờ râm ran xì xào mối quan hệ của phó giám đốc Duy Mạnh và cô Diệu Hương. Vậy hả? Dạ thiệt đó ông. Người ta còn đồn đại là cô Diệu Hương là con ruột của ông, cho nên phó giám đốc Duy Mạnh có ý đồ và kế hoạch mới. Rồi còn gì nữa không? Dạ hết. Phát đứng đây làm gì? Dạ... Dạ thôi. Vấn đề của chị vừa trình bày thật là phức tạp. Trên thực tế, mặc dù rằng mọi người có thể biết chị là con của ông ta, nhưng về mặt pháp lý, nếu như trên giấy khai sinh không có ghi ông ta là cha của chị, hoặc nếu như không có một quyết định của cơ quan nhà nước truy nhận ông ta là cha của chị, thì về mặt pháp lý chị vẫn không phải là con của ông ta. Do đó điều quan trọng tại thời điểm này là chị phải tiến hành thủ tục để xác nhận rằng ông ta là cha của chị. Thì có hai cách để chị làm. Cách thứ nhất, nếu như chị và ông ta có thể thỏa thuận được hai bên cùng tự nguyện, thì lúc đó chị và ông ta cùng đến với ban nhân dân phường nơi chị có hộ khẩu thường trú hoặc ông ta có hộ khẩu thường trú để làm thủ tục cha nhận con. Trong trường hợp giữa chị và ông ta cả hai không có một cái sự tự nguyện thỏa thuận, giữa hai bên có sự mâu thuẫn với nhau, chị có quyền khởi kiện ra tòa án nơi ông ta có hộ khẩu thường trú để yêu cầu tòa án tiến hành thủ tục truy nhận cha cho con. Và sau đó tòa án sẽ ra một quyết định để tiến hành trưng cầu giám định tổ chức y tế có thẩm quyền về việc giám định ADN giữa chị và ông ta. Thì sau khi có kết quả giám định ADN thì tòa sẽ ra quyết định phán quyết chị là con của ông ta. Và kể từ thời điểm phán quyết của tòa án có hiệu lực pháp luật thì lúc đó chị chính thức là con của ông ta. Và điều này nó sẽ liên quan tới quyền lợi của chị sau này. Và điều quan trọng nhất là quyền thừa kế về mặt tài sản. Nếu như ông ta chết mà ông ta không có di chúc thì như vậy chị sẽ là một trong những người được thừa kế theo pháp luật. Và giả dụ rằng nếu như
tốt lắm. Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chi nhánh khu vực đồng bằng sông Cửu Long tôi thấy rất ok. Dạ. Chắc cậu bỏ ra không ít thời gian để lên phương án tối ưu này cái gì. Chúc mừng cậu nha. Dạ, cảm ơn sếp. Cảm ơn anh. Em đợi anh một lát nha. Chúc mừng sinh nhật chị. Chào cậu. Cậu dùng cơm chưa? Tôi vào dọn cơm cho cậu ăn. Tôi không đói. Bé Nam Phương ngủ chưa chị? Dạ mới vừa ngủ. Nãy giờ cháu nhõng nhẽo, cứ đòi ba về mới ngủ. Tôi dỗ dành hết sức vậy đó. Bây giờ cháu khóc riết rồi, ngủ rồi. Mở cửa đi. Dạ. Em quyết định như vậy thật sao? Còn con, em cũng nói cho con biết chứ. Em chưa biết nói sao nữa, vì con còn quá nhỏ. Hay anh nói giùm em được không?
Lâu rồi em cũng không nhớ ngày sinh nhật của mình nữa. Vậy thì từ bây giờ anh sẽ nhắc cho em nhớ. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Diệu Hương, chị tặng cho em nè. Ủa sao lại tặng cho em? Thì bữa nay là sinh nhật của em mà. Nhưng mà búp bê này là của bạn Cúc Hương cho chị mà. Ừ, thì em cứ nhận đi, ở phòng chị nhiều lắm. Có gì ba má sẽ mua cho chị thêm. Ừ, vậy hả? Cảm ơn chị nha. Cô làm tốt lắm. Dạ. À,
Còn cái đĩa mà hôm bữa trước em đưa cho anh xem đó, anh đã xem qua người mẫu TVC quảng cáo cho sản phẩm của mình chưa? Nhưng khoảng chừng tháng sau là bấm máy rồi đó anh. Dạ, anh quên mất. À, đến xem liền. Dạ, nếu anh thấy mệt thì cứ thư thả cũng được à. Em xin phép nha. Ừ. Dạ. Alo anh hả? Trời ơi, anh đến đâu vậy? Sao em gọi hoài mà anh không bắt máy? Ờ, em đang ở công viên gần công ty nè. Anh đọc được tin nhắn chưa? Alo. Alo, anh nghe em nói không? Trời ơi, sao lại hết pin bây giờ chứ? Chú ơi, con gửi xe cái cho chú. Anh Dũng, anh Dũng. Hả? Anh tìm chị Mộc Miên hả? Đúng rồi, Mộc Miên đâu? Dạ, giờ chạy ra ngoài tìm anh á. Dạ dạ. Đôi ta cho nhau những lời ngọt ngào, đôi ta bên nhau trong tình ra sao, tay trong tay nhau muôn đời lưu luyến, mong cho mai sau ta mãi bên nhau. Đôi ta cho nhau những lời ngọt ngào. Mừng lắm.
Ông à, sắp sửa ở dưới đó đó, lên giáp mặt làm đám hỏi, nhuộm tóc lại đi. Tôi thấy để như vậy nó đẹp mà sang hơn nữa. Thì cũng phải cắt lại gọn gàng, chứ tôi thấy... Tôi hiểu rồi, mà thời gian thì nó mau thiệt. Mới đây là Mộc Miên nó có chồng rồi. Tôi thấy lâu thì có, rồi mai mốt tới thằng Xì Trâm lấy vợ rồi đó. À dạ, trời ơi thằng Xì Trâm mới chút xíu, vợ con gì không biết. Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh Mộc Miên lấy chồng, nó xa mình, tôi buồn quá à. Thì cũng tại bà khuyên tôi đừng bắt rễ chứ ai. Thì tại tôi thấy mình làm căng quá rồi đứt dây, gia đạo xào xáo, chứ đâu không muốn con gái của mình phải làm giao tuốt ở dưới đó đâu. Thời buổi này con gái mình đi lấy chồng xa thôi, chứ nó đâu có đi biệt tích luôn đâu, bà sợ. Mệt quá, lên lầu ngủ. Thì còn ngón nữa cắt luôn đi. Ông tự xử đi. Trời, con ngón thiệt tình cái bà này. Làm gì vậy? Chỗ này dơ lắm, cô đi ra chỗ khác để tôi quét. Mày đẹp quá à. Mày đẹp quá, tao thích quá. Ở chơi nha. Ở chơi nha. Ở chơi nha. Ở chơi nha. Ở chơi. sao mày đứng nhìn tao vậy? Mày thấy con tao đâu không? Dắt nó về đi. Thôi ngồi đây chơi đi. Ngồi đây chơi đi. Ngồi đây chơi đi. Vui lắm. Đi chơi đi. 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 Ông bắn đang không? Những gì mà họ làm với má, con sẽ bắt họ phải trả gấp trăm lần. Vô đi. Chào anh. Chào anh. Chào. Cô dâu chú rể tương lai. Nghe nói hai đứa sắp làm đám cưới hả? Dạ, chắc khoảng cuối năm đó anh. Nè, cậu sợ bị cướp mất người yêu hay sao mà cứ gấp quá vậy? Dạ, em là dân miền Tây mà, cưới vợ phải cưới liền tay thôi anh ơi. Hôm nay anh mời hai em lên đây á để bàn bạc chuyện làm video clip. Vậy anh đã chọn được người mẫu chính cho TVC này rồi hả anh? Thực ra tất cả những người mẫu mà em chọn đều đạt yêu cầu cơ bản. Chỉ có điều có người mạnh về mặt này lại kém về mặt kia. Vậy thì khó cho anh quá rồi đó. Nhưng anh đã chọn được một người rồi. Nè, hai em xem coi có đúng ý không? Anh thấy cô này á, có một nét đẹp rất mặn mòi đầm thắm và tót lên một người nội trợ hiện đại và giỏi giang nữa. Anh thấy cô này là thích hợp nhất. Ủa, hai đứa sao vậy? Dạ. Có vấn đề à?
Dạ, không giấu gì anh. Người này là em bà con của em dưới quê á. Vậy hả? Dạ, lúc trước em kêu nó đưa hình mấy đứa bạn trong nhóm thôi. Nhưng mà nó nhất quyết đưa hình của nó vô. Em cũng không ngờ là được anh chọn như vậy nữa. Vậy hả? Dạ, em xin lỗi anh. Thật sự thì em không có ý mà xen chuyện gia đình của em vô đây đâu. Lúc trước em nói với Mộc Miên là hả, loại bỏ hình này ra đi. Nhưng mà Mộc Miên nói là có nét đẹp miền Tây giống như tiêu chí người mẫu TVC của anh đưa ra. Cho nên là... Không sao đâu. Anh thấy con này rất là thích hợp. Mà nè, cô tên gì vậy? Dạ, Nết. Nết? Ngờ sắp mình là chọn Nết đó. Anh cũng thấy vậy nữa. Gọi điện báo cho Nết mừng đi. Trời, từ từ đó em. Bây giờ ăn trước đi, nó bụng muốn chết vậy nè. Hình như là Hữu Dũng và Mộc Miên. Ủa anh Mạnh, chị Vương, đi ăn cơm trưa hả? Chà, may mắn quá. Hôm nay có người mời mình đi ăn cơm trưa rồi. Ha, không biết ai may hơn ai à. Mình có thể ngồi chung được không? À, tự nhiên. Nói vậy thôi chứ mình và Dương Hương có công việc cần bàn. Sợ làm khuấy động không gian hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh. Thôi mình qua kia ngồi Dương. Sao Mạnh với là Diệu Hương đi chung với nhau vậy? Có gì lạ đâu anh. Mạnh là cấp trên của Diệu Hương. Thì họ đi ăn cơm, bàn việc, đó là chuyện bình thường mà. Em không thấy sao? Nhìn họ đâu giống như là cấp trên, cấp dưới. Không có gì đâu, anh ăn cơm đi. Em chọn món đi. Cảm ơn anh làm cho mấy cô gái ở đây ghen tị với em đó. Em xứng đáng được như vậy mà. À, hôm trước anh vô tình thấy em từ văn phòng luật sư đi ra. Luật sư đó là bạn của anh. Thật ra em có quyền yêu cầu tòa án truy nhận mối quan hệ cha và con, và tòa sẽ thực hiện việc giám định ADN với ông Tiền. Anh nghĩ là em nên làm điều đó. Đó là quyền của em. Để làm gì? Khi mà một người cha không thừa nhận đứa con của mình thì làm điều đó có ý nghĩa gì? Vì em đã chịu quá nhiều thiệt thòi. Em không cảm thấy điều đó. Thôi mình chọn món lẹ đi. Rồi ăn lẹ rồi còn vô làm nữa. Sorry em. Anh không nên nói chuyện này. Anh đi một lát nha.
Hình như mục tiêu săn bắn của anh đã thay đổi rồi. Anh đang nói gì tôi không hiểu. Anh đang định đùa giỡn Dư Hương sao? Anh tính trả thù bằng cách đem Dư Hương ra làm bia à? Tôi nói cho anh biết, nếu như mà anh làm tổn thương Dư Hương thì đừng có trách tôi. Trả thù cũng đâu cần tiểu đàn bà nhỏ mọn như vậy. Anh lo cho Dư Hương như vậy sao? Anh muốn cả hai nhà chị em đó luôn hả? Tham lam quá đó. Anh! Tao cũng cảnh cáo cho mày biết, chuyện này tao không thua mày dễ dàng như vậy đâu. Chờ đó.